chào bà con và quý khán giả. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2018, thời khắc bước qua năm mới 2019. Thay mặt những người thực hiện chương trình, kính chúc bà con và quý khán giả nhiều niềm vui, sẵn sàng cho một năm đầy hy vọng với các mô hình sản xuất hiệu quả, xuất khẩu nhiều hơn các loại nông sản, đời sống bà con ngày càng khá giả. Bản tin 365 ngày chuyển động cuối năm bật lên gam màu sáng với 40 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu nông lâm thủy sản. Năm qua, nông dân miền Tây đã hăng hái sản xuất, vượt lên những thách thức khó khăn để mang những nông sản chất lượng đến tay người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Lâm Đồng là một trong các tỉnh Tây Nguyên đạt giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp là 38.700 tỷ đồng, là địa phương đi đầu thực hiện nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. Những con số đỏ lạc quan mà nông dân Lâm Đồng đạt được sẽ được gửi đến quý khán giả và bà con. Thay lời chúc mừng năm mới 2019, thắng lợi mới. Sắp bước qua năm mới dương lịch nhưng lại còn hơn một tháng nữa mới đến Tết cổ truyền dân tộc. Trước hết, bà con và quý khán giả cùng chúng tôi cảm nhận không khí sản xuất các mặt hàng nông sản chuẩn bị Tết như thế nào? Tôi thì chưa đi đến thực tế ở từng nơi, từng mô hình nhưng mà cảm nhận rất rõ được không khí vui vẻ và phấn khởi của bà con. Ở tỉnh Hậu Giang thì thế mạnh nông nghiệp của tỉnh này chính là cây ăn trái, thủy sản, lúa gạo. Còn cá thác lát là một trong những đặc sản chủ lực của Hậu Giang. Sản phẩm cá thác lát giúp cho nhiều du khách biết đến Hậu Giang hơn. Nhờ xác định là thủy sản đặc trưng của tỉnh nên tỉnh đã đầu tư. Giá trị thương hiệu con cá thác lát cườm Hậu Giang được nâng lên với giá bình quân khoảng 50 đến 60 ngàn đồng một ký. Người nuôi lời khoảng 10 ngàn đồng đối với loại 6 đến 8 con một ký. Đó là chưa kể nông dân còn có thể nuôi ghép với một số loại cá khác, tiền lời còn tăng thêm. Giá trị con cá thác lát cao nhờ chế biến nhiều món ngon đáo để. Hiện nay ngoài Hậu Giang còn có tỉnh Đồng Tháp đầu tư sản phẩm cá thác lát nữa. Hiện nay, các mặt hàng cá thác lát rút xương tẩm gia vị đã có mặt trên nhiều tỉnh thành cả nước. Sở dĩ mặt hàng này nổi tiếng, trước hết là thịt cá ngon, sản phẩm mới lạ, không xương, hợp khẩu vị với nhiều người và là mặt hàng sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Để tạo uy tín với khách hàng, các cơ sở ở Hậu Giang luôn đặt tiêu chuẩn sạch lên hàng đầu. Tại một vài cơ sở ở Đồng Tháp, hiện tại mỗi ngày cơ sở sản xuất hơn 300 kg cá thác lát rút xương thành phẩm, tăng gấp đôi so với ngày thường để kịp đáp ứng các đơn hàng. Cơ sở cũng đã đầu tư nhiều máy móc hiện đại như máy hút chân không, máy đánh dạy cá và thuê thêm nhân công, hoạt động kể cả ban đêm. Cá thác lát rút xương có giá bán dao động từ 170 đến 190 ngàn đồng một ký. Thị trường tiêu thụ mạnh là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông. Ngày 12 tháng 8 năm 2014, con cá thác lát cườm Hậu Giang đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận bảo hộ độc quyền. Từ đây, thương hiệu và chất lượng của sản phẩm càng được khẳng định. Bên cạnh cơ sở chế biến Kỳ Dư, công ty sản xuất cá thác lát lớn nhất tỉnh Hậu Giang đến nay, toàn tỉnh có 12 cơ sở chế biến cá thác lát và 25 cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cá thác lát để giữ gìn và phát triển loài thủy sản đặc hữu đầy tiềm năng của tỉnh. Nhìn lại cuối năm thì tôi đố anh Minh Thiện, anh có biết 5 loại trái cây ở Nam Bộ được xếp vào đệ nhất củ quả hay không? Miền Tây thì có rất nhiều loại trái cây ngon, nhưng mà chị Huỳnh Như dựa vào tiêu chí nào để xếp nó vào đệ nhất củ quả thì tôi mới có thể đoán được chứ? Thì đơn giản thôi, như là ngon bổ rẻ nè, nhưng mà đặc biệt là loại trái cây này phải độc lạ, trong thời gian gần đây thì tạo nguồn thu nhập ổn định cho bà con mình. Vậy thì theo tôi đoán là trước hết là có sầu riêng nè, ngoài ra thì còn có vú sữa hoàng kim, vú sữa vàng đó bà con, nhãn tím nữa, còn loại nào nữa chị Huỳnh Như có thể bật mí được không? Dân thưa anh Minh Thiện và quý khán giả, đó chính là xoài hồng, xoài đỏ ở Hậu Giang và mít ruột đỏ cũng tại Hậu Giang. Mời bà con cùng tìm hiểu xem loại trái cây này đã giúp cho nhà vườn phát triển kinh tế như thế nào qua tổng hợp của biên tập viên chương trình. Mít không hạt đã lạ, nhưng muối mít màu đỏ cà rốt như thế này càng độc hơn. Không chỉ bắt mắt ở màu sắc bên ngoài, hương vị của giống mít ruột đỏ này cũng khá lạ miệng và thơm ngon hơn mít thường. Đặc biệt là muối mít càng đỏ thì lại càng ngọt và giòn. Ông Nguyễn Minh Trắng, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã tự nhân giống mít độc lạ này và mở rộng diện tích. Đến nay, vườn mít ruột đỏ của ông đã lên đến 16 công với gần 1.000 gốc. Mỗi cái mít đỏ ửng như thế này bán tới 60.000 nhưng không đủ bán. Người mua phải đặt trước từ lúc còn ở trên cây. Mỗi năm ông thu nhập cả 100 triệu đồng từ mít này. Gần đây, nông dân ở khắp nơi vẫn kéo đến cồn Phong Nẵm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng để tìm mua giống nhãn tím. Giống này có 102, lá tím, bông tím, đến cả trái cũng có màu tím lạ mắt.
Nhãn tím mỗi ký cả 100.000 nhưng lúc nào cũng không có đủ để bán. Thậm chí có một số người Thái Lan, Đài Loan cũng lặn lội tìm đến tận nơi để mua nhãn giống. Nhưng ông Huy, chủ vườn nhãn, quyết tâm không bán dù bất cứ giá nào vì sợ mất giống nhãn quý. Để bảo hộ giống nhãn này, ông đang mong muốn ngành chức năng hỗ trợ đăng ký sở hữu giống cây trồng đặc sản. Còn đây là vú sữa vàng của ông Trần Văn Rỡ ở ấp Cái Côn, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Giống vú sữa này đã tạo nên cơn sốt trong thị trường cây giống vì sự độc lạ, trái mọc từ trong thân cây mọc ra, trái có màu vàng hột gà óng ánh và chỉ duy nhất một hạt ở giữa trái. Cây cho trái quanh năm, mỗi trái đạt trọng lượng từ 250g đến 500g. Hồi đầu năm 2018, ông Rỡ có bán trái cho người dân mua về chương Tết với giá khoảng 350.000 đồng một trái, nhưng không có nhiều hàng để bán. Nếu mua giống, mỗi cành ông bán ra với giá 1 triệu đồng nhưng vẫn không đủ hàng cung. Ngành chức năng đang theo dõi về đặc tính sinh trưởng của cây để khuyến cáo bà con. Sầu riêng được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Tây. Tuy giá có trồi sụt nhưng luôn ở mức cao hơn so với các loại trái cây khác. Có thời điểm giá sầu riêng lên đến 90.000 đồng một ký, nông dân hốt bạc. Cận Tết này, mức giá thu mua tại vườn từ 65 đến 70.000 đồng một ký. Hiện nay, nước ta đang đàm phán thành công xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc, nên cơ hội mở ra cho nhiều nhà vườn. Một số doanh nghiệp đang có ý định xây dựng chuỗi liên kết để phân phối trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Với nhiều ưu điểm vượt trội như dễ trồng, kháng sâu bệnh, hình dáng đẹp, bắt mắt, xoài hồng đang được kỳ vọng sẽ tạo ra hướng đi mới cho nông dân trồng xoài tại tỉnh Hậu Giang. Trái xoài đỏ au, trái nào còn non có màu xanh ửng tím, trái ăn giòn, hơi chua, có mùi thơm nhẹ. Khi chín có vị ngọt hơn xoài Đài Loan, mỗi trái có trọng lượng trung bình từ 1,5 kg đến 2 kg, thậm chí có trái to nặng đến 3 kg. Tết năm 2018 rồi, thương lái tìm đến tận vườn để mua với giá 70.000 đồng một ký. Sau Tết, xoài thấp nhất là 45.000 đồng một ký. Từ việc tìm tòi nghiên cứu những giống mới và quyết tâm theo đuổi giấc mơ sản xuất sạch mà nông dân ở miền Tây có cuộc sống khá giả. Nếu như nói Lâm Đồng là nơi sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ với việc triển khai nông nghiệp công nghệ cao đi đầu, thì các tỉnh miền Tây, trong đó có Hậu Giang, đã manh nha sản xuất sạch. Ở Hậu Giang đã có mô hình đầu tiên sản xuất theo công nghệ cao. Đó là mô hình nào? Dịp cận Tết thì phóng viên chúng tôi đã quay lại mô hình này ghi nhận không khí sản xuất mà bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Thư Kiều đang đứng tại đây là vườn dưa lưới ứng dụng công nghệ cao đầu tiên ở tỉnh Hậu Giang. Mỗi năm thì vườn dưa này cho thu nhập tiền tỷ nên được rất nhiều bà con quan tâm. Và mỗi năm khi mà trở lại vườn dưa này thì chúng tôi đều thấy những dây dưa phát triển rất là xanh tốt và trái luôn sai. Và không để quý khán giả đợi lâu, chúng ta cùng đến gặp chủ nhân của vườn dưa lưới này quý vị nhé. Mô hình này là của ông Võ Văn Trưng ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp. Những trái dưa lưới này vẫn còn nhỏ sẽ được thu hoạch vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Dịp Tết Kỷ Hợi 2019 này, ông đã chuẩn bị nhà lưới gần 3.000 m2, dự kiến thu hoạch hơn 6 tấn dưa lưới bán ra thị trường. Đặc biệt có 2.000 dây dưa có vỏ màu vàng đẹp mắt với số lượng khoảng 2 tấn để phục vụ nhu cầu chưng Tết. Hiện dưa lưới này được công ty bao tiêu cung cấp vào siêu thị ở khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông Võ Văn Trưng cho biết thêm, mỗi 1 hecta như vậy thu hoạch luân phiên theo chu kỳ 2 tháng một lần. Trung bình một công thu hoạch khoảng 2 tấn rưỡi đến 3 tấn. Giá thị trường khoảng từ 30 đến 40 ngàn đồng một ký. Với hơn 8 công đất luân phiên trồng 4 vụ dưa lưới, mỗi năm ông Trưng thu về gần 2 tỷ đồng. Cái hiệu quả từ cái mô hình trồng dưa lưới của mình thì cũng đã được thấy rất rõ rồi. Vậy thì nông dân ở các nơi có đến để mà học hỏi cái mô hình của mình không? Và mình đã chia sẻ với bà con nông dân như thế nào để bà con cũng được thành công giống như mình? Từ cái mô hình dưa lưới, cái hiệu quả mình đã thấy rõ là nó tương đối cao. Có nhiều bà con ở các nơi như Vĩnh Long, Bạc Liêu và các tỉnh khác cũng có tham quan rất nhiều. Một vấn đề khó ở mô hình này là mình đầu tư nó vốn nó rất là lớn, thành ra hầu hết bà con cũng ngại. Cái vốn ban đầu mình bỏ ra làm đầu tư nhiều quá thì họ ngại. Từ đâu mà chú lại có cái ý nghĩ là sẽ đầu tư trồng dưa lưới công nghệ cao này? Mình thấy ở những khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác
nó áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp, thì từ đó mình mới tìm hiểu và cuối cùng mình để áp dụng để về Hậu Giang mình, nó vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho diện tích đất, đồng thời nó giảm công lao động cho người nông dân, thứ ba nữa là nó cải thiện được cái môi trường, mình không sử dụng thuốc hóa học, các thuốc trừ sâu, các loại hóa chất. Ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang là vùng đất nhiễm phèn nặng, chủ yếu trồng lúa, rau màu nhưng thu nhập rất thấp. Mô hình này của ông Trưng được coi là điển hình trong thích ứng biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới thì mình có dự định gì để mà phát triển vườn dưa lưới của mình vậy chứ? Trong thời gian tới có cái hướng để mở rộng, hiện nay thì đang mở rộng thêm 3.000 mét vuông nữa. Và năm 2019 mình mở rộng thêm 1 hecta nữa là 10.000 mét vuông nữa. Những mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao mà điển hình là của ông Trưng là hướng đi táo bạo, đột phá từ những nông dân luôn biết tìm tòi, học hỏi những cái hay, cái mới. Theo ông Võ Văn Trưng, hiện nay trái dưa lưới do ông sản xuất đang được tiêu thụ mạnh tại các siêu thị trong nước. Hướng tới, ông sẽ áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Lô Bành Gáp để xuất khẩu. Đại diện cho nền sản xuất nông nghiệp hiện đại là Lâm Đồng. Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, năm 2018, có điều kiện về thời tiết cơ bản thuận lợi cho việc xuống giống và chăm sóc các loại cây trồng. Nhờ đó mà nhiều diện tích cây trồng đã được bà con tái canh, đầu tư theo hướng chuyển dần những diện tích cho hiệu quả kinh tế thấp, sang trồng những loại nông sản mang lại thu nhập khả quan hơn. Trong đó, diện tích cà phê được tái canh cải tạo giống trong năm 2018 là gần 9.000 hecta, trên kế hoạch là 7.576 hecta. Nhiều diện tích vườn tạp tiếp tục được bà con nông dân ở các địa phương chuyển đổi sang trồng cây ăn quả chất lượng cao như là bơ, sầu riêng, măng cụt, mít, chôm chôm, vân vân. Và đến nay thì toàn tỉnh phát triển được gần 14.300 hecta cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nhiều loại nông sản như là rau, hoa tiếp tục được đầu tư ứng dụng công nghệ cao theo hướng chuyên sâu. Nhờ những nỗ lực đó mà giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp trong năm 2018 là 38.700 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Nông nghiệp phát triển góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống nông dân tỉnh Lâm Đồng. Năm 2018, cá biệt, những diện tích canh tác rau hoa ứng dụng công nghệ cao, thu nhập bình quân có thể đạt vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng một hecta mỗi năm. Thống kê toàn tỉnh đã có 87 xã đạt tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 12 xã so với năm 2017. Xây dựng nông thôn mới hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ giúp bà con nông dân thuận lợi trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, mà đây còn là giải pháp thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp bài bản, tạo bộ mặt khang trang cho nông thôn Lâm Đồng. Để hiểu rõ hơn về nền nông nghiệp Lâm Đồng, từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ và thu hút các doanh nghiệp sản xuất như thế nào mới tạo ra được giá trị như vậy, chúng tôi mời bà con và quý khán giả xem phóng sự ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thanh Hải xin chào Huỳnh Như, Minh Thiện và bà con nông dân. Thanh Hải hiện đang có mặt tại một vườn hoa hồng được đầu tư công nghệ cao tương đối bài bản ở phường 8, thành phố Đà Lạt. Hướng đầu tư này chính là một trong những giải pháp mà ngành nông nghiệp Lâm Đồng và bà con nông dân ưu tiên triển khai. Nhờ vậy mà năm 2018 vừa qua, mặc dù gặp phải không ít những khó khăn thách thức, nhưng ngành nông nghiệp Lâm Đồng vẫn gặt hái được một số thành tựu quan trọng. Mời bà con nông dân cùng Thanh Hải tìm hiểu nội dung này nhé. Năm 2018, việc xuống giống và chăm sóc cây trồng, đặc biệt là tái canh, cải tạo giống cà phê, nhiều nông hộ tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng giảm diện tích cho hiệu quả thấp sang canh tác những loại nông sản cho thu nhập cao hơn. Nông dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, mà hiệu quả thể hiện rõ nhất là các loại cây trồng ngắn ngày như rau, hoa. Hiện diện tích nông sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là gần 54.500 hecta, chiếm 19,5% diện tích canh tác toàn tỉnh. Trong đó, diện tích rau hoa và cây đặc sản được ứng dụng công nghệ cao chiếm gần 23.000 hecta, tăng gần 2.700 hecta so với năm 2017. Với thu nhập dao động từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi hecta một năm. Mình đầu tư quy trình sản xuất rau thủy canh này thì mình cũng dựa trên các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn như Việt Gáp của hợp tác xã đưa ra, cũng như là trong quá trình mình sản xuất thì cũng có sự giám sát cũng như hỗ trợ tư vấn kỹ thuật. Mình chủ động được cái khâu sản xuất
mình tăng được sản lượng cũng như là cái chất lượng rau sản xuất ra. Không chỉ khuyến khích nông dân tiếp tục tăng cường ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, trong năm qua, các địa phương trong tỉnh còn ưu tiên hiện đại hóa khâu sản xuất, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật đối với các cây trồng chủ lực, tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành. Làm sao để cho người nông dân, thứ nhất là canh tác phải thân thiện môi trường, cái thứ hai là phải nâng cao thu hoạch của người nông dân, cái thứ ba nữa là đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vì vậy, trong quá trình phát triển nông nghiệp của thành phố Đà Lạt, thì vấn đề mà hướng dẫn nông dân hiện nay là canh tác mà theo chuỗi là quan trọng. Đáng chú ý là lĩnh vực chăn nuôi giữ vững ổn định, tỉnh phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, nhất là bò sữa. Hiện đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là gần 20.300 con, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Không chỉ được đầu tư ngày càng bài bản, bò sữa còn được nông dân các địa phương mở rộng địa bàn chăn nuôi. Lúc trước, huyện Đơn Dương, Đức Trọng là hai huyện nuôi bò sữa chủ lực, thì hiện nay Di Linh, Lâm Hà đã mạnh dạn đầu tư bò sữa vì thấy hiệu quả mang lại. Với cái sự chỉ đạo của huyện thì hàng năm trung tâm nông nghiệp cũng đã dành rất nhiều cái phần mà kinh phí của huyện giao để mà hỗ trợ cho bà con nông dân về vấn đề kỹ thuật. Trong năm 2018 thì ngành chăn nuôi nói chung là cũng tương đối phát triển ổn định. Về tổng đàn thì đạt là 3,8% so với cùng kỳ, và về cái giá trị sản lượng thì so với thì được chiếm là 15,5% so với toàn ngành, và cũng đã góp phần là trong cái việc ổn định đời sống cũng như là phát triển cái nông thôn mới của Lâm Đồng. Với sự nỗ lực chung này, năm 2018, nông nghiệp Lâm Đồng đạt giá trị sản xuất gần 38.700 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất bình quân 1 hecta năm 2018 đạt 169 triệu đồng, vượt 6 triệu đồng so với kế hoạch đề ra. Với những con số, những thông tin hết sức cụ thể và thiết thực vừa rồi, chúng ta hoàn toàn thấy được sự lạc quan của nông nghiệp trong năm mới. Một lần nữa xin kính chúc bà con và quý khán giả nhiều niềm vui cho một năm mới 2019. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai, chương trình 1 tháng 1 năm 2019. Kính chào tạm biệt.